Kính chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về siêu bão Mawa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Mawa đã vượt qua đảo Guam và đang di chuyển hướng vào khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió hiện tại của bão Mawa ở cấp 17 là cấp siêu bão, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ NOAA khẳng định. Mawa là cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong vòng 6 thập kỷ trở lại đây. Theo đó, siêu bão Mawa đã vượt qua đảo Guam và đang di chuyển hướng vào khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió hiện tại của bão Mawa ở cấp 17 là cấp siêu bão. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Trước đó, đêm qua, tâm bão Mawa nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.400 km về phía đông. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ, bão Mawa có sức gió mạnh 297 km/h. Bão hiện di chuyển về hướng Tây với tốc độ 27 km/h. Theo New York Times, các cơ quan khí tượng cảnh báo khi áp sát Philippines, bão Mawa sẽ gây mưa rất lớn đi kèm lũ lụt, sạt lở đất, gió giật mạnh cho phía bắc đảo Luzon từ tối ngày mai hoặc sáng ngày kia. Bão cũng gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực, bao gồm cả vùng đô thị Manila của Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Philippines thường xuyên hứng chịu thiên tai như bão, động đất và núi lửa. Trung bình mỗi năm, nước này đón 20 cơn bão gây lũ lụt và lở đất. Năm 2013, siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines khiến hơn 7.000 người thiệt mạng. Do đó, cơ quan quản lý cảng Philippines đã đình chỉ hoạt động của các tàu thuyền ở một số tỉnh. Nhà chức trách khuyến cáo cư dân ven biển nâng cao cảnh giác và lập tức sơ tán đến nơi an toàn trước khi cơn bão đổ bộ. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ NOAA khẳng định rằng đây là cơn bão có sức công phá khủng khiếp nhất trong vòng 6 thập kỷ trở lại. Trước đó, bão Mawa đã mạnh vượt 3 cấp chỉ trong vòng 24 giờ và đạt tới cấp 5 hôm kia. Mawa là cơn bão mạnh nhất kể từ hồi tháng 4 năm 2021 và là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong tháng 5. Tại Guam, bão Mawa gây ra mưa lớn từ 350 đến 750mm trong liên tiếp 3 ngày. Đây là lượng mưa lớn kỷ lục của một cơn bão gây ra tại Guam kể từ bão Pemala năm 1976. Làng Dido là nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất ở mức 177mm một giờ. Siêu bão đã quét sạch khu vực phía bắc của hòn đảo, khiến 98% dân số mất điện. Hàng loạt căn nhà tốc mái, cây đổ, xe cộ lật nhào trên đường. Sân bay quốc tế và nhà dân của đảo Guam cũng ngập trong nước. Hiện vẫn chưa có ghi nhận thương vong, nhưng cơn bão mang theo mưa lớn tại khu vực phía bắc và trung tâm hòn đảo. Bắt đầu, các cơ quan khí tượng của Nhật Bản và Mỹ đều dự báo bão có khả năng thành siêu bão và vào Biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, đến hôm qua, các dự báo cho biết bão sẽ tiếp cận đến khu vực đảo Luzon, Philippines rồi chuyển sang hướng Tây, Tây Bắc và vào khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc với sức gió duy trì ở mức 175 km/h gần trung tâm với gió giật 215 km/h. Dự báo siêu bão Mawa sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão này. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định Mawa có thể là siêu bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này. Hiện mắt bão đã được hình thành với đường kính lên đến 45 km và quét sâu xuống bề mặt biển. Chúng ta có thể thấy rõ màu xanh của biển khi quan sát ảnh mây vệ tinh kênh thị phổ VIS với độ phân giải rõ nhất. Dự báo siêu bão Mawa sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng của khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ hiện tại của bão Mawa ở cấp 17, cấp siêu bão. Vậy siêu bão Mawa có đi vào biển không? Các cơ quan khí tượng trên thế giới đều nhận định siêu bão Mawa duy trì cường độ trong khoảng 2 ngày tới. Khi tới vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines sẽ suy yếu dần và đổi hướng di chuyển lên phía bắc. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, cho biết vào lúc 5 giờ sáng nay, siêu bão Mawa đang cách đảo Luzon khoảng 1.320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 195 km/h, cấp 16, gió giật lên tới cấp 240 km/h. Trên cấp 17, bán kính vùng gió mạnh khoảng 570 km tính từ tâm bão.
Pagasa dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Mawa di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, hướng về vùng biển phía Bắc đảo Luzon, sau đó sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc. Siêu bão Mawa có thể duy trì cường độ siêu bão trong khoảng 36 đến 48 giờ tới, cũng không loại trừ khả năng siêu bão có thể mạnh lên trong 12 đến 24 giờ tới. Từ đầu tuần sau, siêu bão sẽ suy yếu nhanh do tương tác với khối không khí khô và vùng nước biển mát hơn, Pagasa nhận định. Còn cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết lúc 9 giờ sáng nay giờ Nhật Bản, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 50 m/s, tương đương cấp 15 giật 70 m/s trên cấp 17. Đài Nhật dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão Mawa di chuyển theo hướng Tây rồi Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 30 km/h, cường độ giữ nguyên cấp 15 giật cấp 17. Từ khoảng ngày thứ 2 đến ngày thứ 3, bão Mawa di chuyển chậm lại, khả năng đổi hướng đi lên phía Bắc rồi Đông Bắc, cường độ suy yếu dần xuống cấp 12, 13, giật cấp 14, cấp 15. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp GTWC Mỹ, siêu bão Mawa đang ở cấp 5, cấp gây ra thảm họa trên diện rộng với sức gió trên 252 km/h, trên 136 knot. Sáng nay, sức gió vùng gần tâm bão Mawa mạnh 268 km/h. GTWC nhận định, khi đi vào vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Luzon, Philippines, siêu bão Mawa sẽ suy yếu và đổi hướng di chuyển lên phía Bắc rồi Đông Bắc. Từ các nhận định trên cho thấy ít có khả năng siêu bão Mawa đi vào Biển Đông. Ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết dự báo siêu bão Mawa sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng tới khu vực phía Bắc đảo Luzon. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão Mawa. Chiều nay, siêu bão Mawa nằm ở vị trí 16,6 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ siêu bão Mawa ngoài khơi Philippines. Nhận định mới nhất cho thấy bão ít có khả năng tác động đến Biển Đông. Chiều nay, siêu bão Mawa nằm ở vị trí 16,6 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày tới, siêu bão Mawa sẽ di chuyển theo hướng Tây, tiến về gần phía đảo Luzon. Chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh nhận định, xác suất siêu bão di chuyển qua Philippines để vào Biển Đông vẫn có, tuy nhiên rất thấp. Từ ngày thứ ba khi đến gần Biển Đông, dự báo Mawa đã không còn là siêu bão. Đáng chú ý, xác suất bão vào gần bờ biển Việt Nam gần như bằng không. Theo các chuyên gia, việc siêu bão xuất hiện ngay từ đầu mùa cho thấy mùa bão năm nay có thể bất thường, trái quy luật. Bão Mawa ảnh hưởng đến thời tiết trên biển nước ta. Hiện nay, mây dông đang phát triển trên khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của đảo Trường Sa. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2,0 đến 3,0 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những năm có El Nino chi phối như năm nay, số lượng cơn bão thường ít hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta, trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, bão áp thấp nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão tháng 7, 8, 9. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong những năm El Nino thường xảy ra xuất hiện cơn bão dị thường, phức tạp, trái quy luật. Điển hình như năm 2009, cơn bão số 9 Kasana rất mạnh đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, gây ra đợt lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 9. Đỉnh lũ năm 2009 tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt báo động 3, ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và
và Kon Tum. Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6, tháng 8 có khoảng 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 9 đến tháng 11, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4 đến 5 cơn, ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ, Trung tâm Khí tượng cũng nhận định trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu hướng cao hơn bình thường. Nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung chủ yếu vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Trước đó vào đầu tháng 5, trên Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa bão năm nay. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến đất liền mà tan nhanh trên biển. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.